Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2024. Bản tin hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp trực tuyến với 63 tỉnh thành, Bộ ngành cả nước về kết quả chuyển đổi số quốc gia đến tháng 4 năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế số Việt Nam năm 2024. Chủ trì tại điểm cầu Cà Mau có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phạm Thành Ngại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân. Năm 2024 được xác định là năm phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp, công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Đồng thời đề ra 7 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đến hết quý 1 năm 2024, về phát triển dữ liệu số đã có 10 bộ ngành và 52 địa phương đã ban hành danh mục cơ sở dữ liệu theo quy định, đạt tỷ lệ 73%, tăng 8% so với năm 2023. Có hơn 80% hộ gia đình sử dụng cáp quang internet băng rộng và 100% xã phường thị trấn kết nối internet cáp quang. Tổng số tài khoản người dùng là 13,2 triệu tài khoản, số dịch vụ công trực tuyến được tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia là trên 4.500 dịch vụ. Riêng tỉnh Cà Mau đã ban hành danh mục 26 cơ sở dữ liệu dùng chung và 86 dữ liệu mở của cơ quan nhà nước trên địa bàn được đăng tải công khai trên cổng dữ liệu quốc gia. Đã triển khai nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh kết nối được 22 dịch vụ dữ liệu chia sẻ của Bộ ngành Trung ương. Tỷ lệ văn bản hồ sơ công việc xử lý trên môi trường mạng đạt trên 97%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đạt 79,5%. Hiện nay có khoảng 6.000 hộ kinh doanh đăng ký tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử và hơn 125.000 tài khoản người bán trên hai sàn thương mại điện tử. Chiều hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt đã tiếp đoàn công tác do Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Qua Tường làm trưởng đoàn đến thăm làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau. Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt giới thiệu sơ lược về vị trí địa lý cùng tiềm năng lợi thế về dùng đất Cà Mau, đặc biệt tiềm năng về nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và du lịch là các lĩnh vực hai bên còn nhiều khả năng hợp tác. Đồng chí Quỳnh Quốc Diệt mong muốn thông qua ngài Tổng lãnh sự, hợp tác giữa tỉnh Cà Mau với các tỉnh của Trung Quốc sẽ được thúc đẩy nhanh và mạnh hơn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tiếp tục phát triển các kênh giao lưu văn hóa, kết nối các sản phẩm du lịch giữa các địa phương của Trung Quốc và Cà Mau, qua đó từng bước thúc đẩy mạnh hơn tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Cà Mau. Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Qua Tường thể hiện mong muốn sẽ phát huy tốt vai trò là cầu nối kết nối giữa hiệp hội thương mại, doanh nghiệp của Trung Quốc với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp của Việt Nam trong hợp tác đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như nông sản, thủy hải sản và du lịch. Đồng thời sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao, tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước nói chung và của tỉnh Cà Mau với các địa phương của Trung Quốc nói riêng trong thời gian tới. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị gặp gỡ kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau Dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Qua Tường và đại diện 50 doanh nghiệp đến từ Trung Quốc và hơn 50 doanh nghiệp tỉnh Cà Mau. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt nhìn nhận thời gian qua các hiệp định thương mại giữa Việt Nam Trung Quốc đã được ký kết, thúc đẩy giao thương. Tuy nhiên, năm 2023, kim ngạch xuất khẩu Cà Mau sang Trung Quốc chỉ 97 triệu đô la, một con số quá khiêm tốn trong tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam Trung Quốc. Vì thế, hội nghị gặp gỡ kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau là sự kiện có ý nghĩa lớn, thúc đẩy mối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Cà Mau với các doanh nghiệp các tỉnh Trung Quốc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giới thiệu tổng thể những tiềm năng chủ lực của tỉnh gồm cảng biển chế biến thủy sản, điện lực, gỗ rừng trồng, du lịch, lúa sinh thái. Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh ngụy qua tường cho biết, hội nghị gặp gỡ kết nối lần này là hành động thiết thực hiện thực quá 36 thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Trung Quốc, Việt Nam vào cuối năm ngoái tại Hà Nội. Ngài Tổng lãnh sự đánh giá cao con cua, con tôm, cá bóng và các sản phẩm chế biến tại Cà Mau rất có tiềm năng cho thị trường Trung Quốc. Mũi Cà Mau giàu tài nguyên du lịch nên ông tin rằng thời gian tới sẽ có nhiều du khách Trung Quốc đến tham quan. Ngài Tổng lãnh sự cam kết làm chiếc cầu nối doanh nghiệp hai bên. Ban tổ chức hội nghị trình chiếu clip về kinh tế xã hội và các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh. Đại biểu dự hội nghị còn được nghe một số doanh nghiệp của tỉnh Cà Mau và Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những sản phẩm mang tính cung cầu giữa hai bên. Hội nghị còn có phiên kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Cà Mau và các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc. Nhằm kích cầu du lịch thu hút du khách đến tham quan dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Hiện các điểm du lịch trên địa bàn huyện Ngọc Hiển xây dựng các tour du lịch hấp dẫn với các hoạt động trải nghiệm, nhiều chương trình ưu đãi cho du khách khi đặt tour. Trên địa bàn huyện Ngọc Hiển hiện có hai khu du lịch và trên 10 điểm du lịch sinh thái cộng đồng tại xã Đất Mũi. Phục vụ dịp nghỉ lễ sắp tới, các điểm du lịch chuẩn bị dịch vụ lưu trú an toàn, chú trọng lựa chọn thực phẩm với đầy đủ các mặt hàng thủy hải sản tươi sống đến các sản phẩm khô đặc sản. Ngoài ra, các điểm du lịch còn mở tour tham quan từ tuyến du lịch xuyên rừng đến bãi bồi đất mũi, khám phá vườn quốc gia mũi Cà Mau với hệ sinh thái động thực vật quý hiếm, tìm hiểu nghề nuôi hào lòng trên sông. Bên cạnh đó, du khách còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm như dân câu, đặt lợp cua, sổ vuông, góp phần để mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người và dùng đất cực nam đến với du khách trong và ngoài nước. Từ ngày hôm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cà Mau tổ chức hai đoàn đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các huyện thành phố nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp cùng với dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, số lượng người dân đi lại du lịch càng nhiều, nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào tỉnh là rất cao. Do đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã thành lập đoàn kiểm tra đôn đốc y tế các huyện thành phố chủ động các giải pháp để kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, tập trung vào công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm như sốt xuất số huyết, tai chân miệng, bệnh sởi và các bệnh lây từ động vật sang người. Hướng dẫn các địa phương để mạnh công tác tiêm chủng để tăng cường miễn dịch phòng bệnh cho trẻ. Đồng thời thường xuyên giám sát dịch tại các nơi trọng điểm, nơi tập trung đông người để phát hiện sớm và xử lý triệt để dịch bệnh. Đồng thời trang bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, nhân lực kịp thời ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. Chiều hôm qua, Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi tổ chức lễ công bố quyết định số 724 ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc xếp hạng 3 Trung tâm Y tế Đầm Dơi thời hạn 5 năm. Việc xếp hạng Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi nhằm giảm đầu mối, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân, vừa phát huy tối đa năng lực của đội ngũ y bác sĩ, nâng cao hiệu quả làm việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thắng, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I, đồng thời đưa ra phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024. Đầu cầu tỉnh Cà Mau dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi. Quý 1 năm 2024, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã thực hiện hơn 9.900 cuộc thanh tra kiểm tra, qua đó quyết định xử phạt gần 3.400 vụ vi phạm với số tiền xử phạt gần 15 tỷ đồng. Đối với lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 1 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, qua đó xử phạt tiền hơn 2.000 tỷ đồng tước gần 207.000 giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn. Quý 1 toàn quốc xảy ra 6.550 vụ, làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng số vụ số người bị thương, giảm số người chết. Trong quý 1 có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Trong đó, 11 địa phương giảm trên 30% số người chết. Tuy nhiên, vẫn còn 22 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ. Trong đó có 10 tỉnh tăng trên 20%. Trong số này có 5 tỉnh có số người chết tăng trên 50% trở lên. Trong quý 2 năm 2024, Quỹ ban An toàn Giao thông Quốc gia tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, như phối hợp với các bộ ngành, các địa phương và các cơ quan tổ chức liên quan, tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trên cơ sở đó, tham mưu kiến nghị, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình mới, yêu cầu các địa phương có tai nạn giao thông tăng trong quý I, có báo cáo chuyên sâu, đánh giá cụ thể, nguyên nhân và các giải pháp hiệu quả để khắc phục, kéo giảm tai nạn tổ chức đoàn kiểm tra tại một số địa phương có tình hình tai nạn diễn biến phức tạp tăng cao. Chiều hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện U Minh tổ chức cấp tiền hỗ trợ cho người dân khó khăn thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng hạn hán năm 2024 tại xã Nguyễn Phích. Đợt cấp tiền lần này, xã Nguyễn Phích có 41 hộ, phần lớn sống trên lâm phần trường tràm đang cùng với địa phương thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô, gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Mỗi hộ được nhận tiền mặt 1 triệu đồng, từ nguồn quỹ vì người nghèo của tỉnh Cà Mau hỗ trợ. Cũng từ nguồn hỗ trợ này, huyện U Minh được tỉnh phân bổ hỗ trợ cho 270 hộ ở 7 xã trên địa bàn huyện. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.